hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, đang trong cao điểm mùa khô, vận hành trong tình trạng hết sức khó khăn. Vì vậy, yêu cầu về việc huy động các dự án điện chuyển tiếp là hết sức cần thiết, bởi những dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp này có thể phát điện, tuy nhiên chưa được hóa lưới do thời điểm hoàn thành xây dựng chậm hơn so với thời gian quy định về cơ chế phát điện. Đặc biệt là sự gián đoạn về cơ chế giá mua điện dành cho các dự án năng lượng tái tạo đã khiến cho nhiều dự án phải nằm trong danh sách chờ chuyển tiếp. Bình Định, địa phương có tiềm năng lớn để phát triển điện mặt trời và điện gió. Một số dự án đã đi vào vận hành, bán được điện, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án liên tục kêu cứu cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến hợp đồng mua bán điện và giá điện đối với các dự án điện chuyển tiếp. Việc chậm đưa vào vận hành phát điện sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên cũng như gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Dự án nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng với tổng công suất thiết kế 330 MWp. Hiện giai đoạn 1 của dự án đã đưa vào vận hành phát điện với công suất 216 MWp. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của nhà máy với công suất 114 MWp dù đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chấp thuận kết quả nghiệm thu nhưng lại không được đưa vào vận hành phát điện do nhà đầu tư không thể hoàn thành toàn bộ dự án trước thời điểm 31 tháng 12 năm 2020. Không được ngân hàng cho vay, doanh nghiệp không có điều kiện tiếp cận vốn do chưa được vận hành thương mại, chưa được đóng điện theo quy định. Thì gây ra rất nhiều lãng phí về nguồn lực xã hội cũng như nguồn lực công ty, gây áp lực tài chính rất lớn cho doanh nghiệp. Cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công Thương trong quá trình chờ đàm phán thì Bộ Công Thương ghi nhận sản lượng cho vào vận hành. Đối với giá đó thì sau khi thỏa thuận thì có thể cao thấp gì thì mình bù trừ khấu trừ sau. Còn dự án nhà máy điện gió Nhân Hội giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Năng lượng FICO Bình Định làm chủ đầu tư với quy mô công suất 30 MW, gồm 6 trụ tuabin, công suất 5 MW một trụ, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hòa lưới điện và được EVN ghi nhận trên dữ liệu điện tử. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được công nhận ngày vận hành thương mại COD vì chưa hoàn thành hết các quy trình thử nghiệm theo quy định của ngành điện. Ước tính thiệt hại, tổn thất của nhà đầu tư là khoảng 75 triệu kWh, tương đương với 160 tỷ đồng. Cái nguyên nhân chính của cái việc mà chậm tiến độ này là chủ yếu là trong quá trình thi công là rơi vào cái đại dịch Covid, cho nên nó có ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề là triển khai thi công. Và để tháo gỡ cho nhà đầu tư thì vừa qua ban quản lý khu kinh tế cũng đã kiến nghị cho ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi cho Điện lực Việt Nam, gửi cho Thủ tướng Chính phủ để xem xét cái điều kiện đặc thù để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm đóng điện và đưa vào hoạt động. Qua cái việc của điện gió Nhân Hội 2 ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cái tâm lý của nhà đầu tư. Theo các nhà đầu tư, giá trần do Bộ Công Thương đưa ra hiện nay đối với nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.184,90 đồng một kWh, nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng một kWh, nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng một kWh và nhà máy điện gió trên biển là 1.815,95 đồng một kWh là chưa tính đúng, tính đủ và chưa tính đến quá trình thực hiện thực tế của dự án. Với mức giá trên thì doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo khó có lãi và thu hồi vốn. Giá mới thấp hơn so với giá cũ khoảng 20%, cho nên cả đối với nhà đầu tư trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài thì đó là khó khăn rất lớn. Để đạt được suất lợi nhuận 12% là hoàn toàn không thể. Chúng tôi hoàn toàn mất đi doanh thu cũng như lợi nhuận đó. Chúng tôi cũng đề xuất là huy động ngay các cái dự án điện chuyển tiếp mà đã đủ điều kiện vận hành. Vì sao mà lại đề xuất như vậy? Bởi vì đầu tiên chúng ta hiểu rằng là để tránh lãng phí cái nguồn lực xã hội. Rõ ràng là các dự án này đã hoàn thành xong và rất nhiều dự án đã hoàn thành cách đây cả 2 năm đối với điện mặt trời và cách đây 1 năm rưỡi đối với điện gió. Và trên thực tế thì hiện nay EVN đang phải huy động từ một số các nguồn điện khác với giá cao hơn giá năng lượng tái tạo. Kiến nghị là đề xuất được huy động sản lượng và các nhà đầu tư với cả EVN có thể ký một cái hợp đồng với cái giá tạm tính là bằng, chúng tôi đề xuất là bằng 90% cái giá điện nhập khẩu.
Trong khi vấn đề giá điện cần làm sao để hợp lý vẫn đang được nghiên cứu để đưa ra phương án phù hợp, thì các dự án điện mặt trời và dự án điện gió chưa được đưa vào hoạt động vẫn đang bị lãng phí. Các nhà đầu tư cũng phản ánh là cái giá quy định giá khung, nhưng là cái giá khung đó là nó cũng hơi bị thấp so với cái mức đầu tư. Do mức đầu tư để mà thu hồi vốn á, trước kia là người ta đầu tư dự án là tính theo cái giá cố định này nó cao, bây giờ cái giá đó thì nó chưa được. Doanh nghiệp thì cũng thất thu, rồi trong bên cạnh đó thì các cái nguồn thuế đóng góp cho địa phương thì cũng bị ảnh hưởng nhất định là đó. Kiến nghị các cái bên các cái đoàn đại biểu quốc hội cũng rất là nhiều kênh để mà tham gia vào để có cái tác động với chính phủ, sớm có cái chính sách cụ thể để mà các cái doanh nghiệp nó đàm phán được giá phát điện, đàm phán được cái giá bán điện là mới phát điện mới hòa lưới được. Thông tin tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 6 năm 2023 diễn ra ngày 4 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đối với việc thỏa thuận giá tạm thời đối với các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp, Bộ Công Thương đang tiếp tục phê duyệt thỏa thuận giá tạm thời để các nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp tham gia nối lưới. Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2023, Bộ đã phê duyệt 55 trên 59 hồ sơ đề nghị phê duyệt. Trong đó, 55 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp có tổng công suất 3.052,01 MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm. Trong đó, có 14 dự án đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại, được phát điện thương mại lên lưới với tổng công suất 686,12 MW. Hiện còn 15 trên 85 nhà máy chưa nộp hồ sơ đàm phán tới EVN, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 29 tháng 6 đạt khoảng 74,6 triệu kWh. Trong đó, sản lượng điện phát trung bình ngày khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động. Không thể phủ nhận sự lãng phí nếu hàng chục dự án điện mặt trời và điện gió được đầu tư mà chưa được khai thác sử dụng. Tuy nhiên, để không lãng phí nhưng cũng không bị xem là hợp thức hóa cái sai, thậm chí là sẽ vi phạm quy định pháp luật hiện hành, thì rất cần phải có chủ trương của cấp có thẩm quyền, sự chấp nhận và nỗ lực của các chủ đầu tư, vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thì mới tháo gỡ được. Bởi hầu hết các chủ đầu tư các dự án nêu trên đã chạy đua với thời gian để hưởng giá fit nên bỏ qua hoặc bỏ sót các khâu các thủ tục theo quy định của pháp luật, thậm chí là vi phạm các quy định của pháp luật chuyên ngành. Theo tính toán của Bộ Công Thương, suất đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới giai đoạn 2018-2021 giảm từ 1.267 đô la Mỹ 1 kW xuống còn 857 đô la Mỹ 1 kW, tương đương 11% một năm. Suất đầu tư dự án điện gió trên bờ nối lưới giảm từ 1.636 đô la Mỹ 1 kW xuống còn 1.325 đô la Mỹ 1 kW, tương đương 6,3% một năm, dẫn đến kết quả tính toán khung giá có sự thay đổi so với giá fit đã được ban hành. Ví dụ, đối với các dự án điện mặt trời mặt đất, giá FIT 2 ban hành năm 2020 là 7,09 cent một kWh đã giảm 8% một năm so với giá FIT 1 được ban hành vào năm 2017. Khung giá phát điện ban hành tháng 1 năm 2023 giảm khoảng 7,3% một năm so với giá FIT 2 ban hành vào năm 2020. Thì có thể nói rằng là với cái xu thế công nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt năng lượng tái tạo, có những cái công nghệ cơ bản không phức tạp hơn các nguồn truyền thống như điện than, điện khí hay thủy điện và cần phải đối xử công bằng như các cái dự án nguồn điện khác. Tuy nhiên vẫn có những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan được quy định trong các cái về đầu tư đối với năng lượng tái tạo, chứ không phải là không có ưu đãi. Tuy nhiên cái ưu đãi lớn nhất về cơ chế giá cố định thì đã hết hạn và bây giờ chúng ta chuyển sang cái đàm phán theo cái quy định của luật điện lực, luật giá và các cái văn bản hướng dẫn chính luật cần theo. Có thể thấy trong thời gian qua, các dự án năng lượng tái tạo đã và đang nhận được nhiều cơ chế ưu đãi, chính sách ưu đãi về giá đã được công bố rõ ràng về lộ trình, mức giá, thời gian ưu đãi. Trong quãng thời gian đó, nhiều dự án quy mô rất lớn ở các địa phương dù khó khăn vẫn kịp tiến độ đưa vào vận hành để có thể hưởng cơ chế giá fit. Theo xu thế không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, giá, cơ chế fit đều có xu hướng giảm dần. Với cơ chế giá đó, không phải dự án nào cũng sẽ ghi nhận được mức sinh lời hiệu quả. Do đó, các nhà đầu tư cần nỗ lực trong việc tối ưu hóa các công tác quản lý, quản trị, điều hành để tăng hiệu quả sinh lời với khung giá mới. Những dự án có năng lực phát triển, vận hành dự án cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn rẻ sẽ có lợi thế hơn trong giai đoạn này.
đã đến thời điểm cần có những nghiên cứu cụ thể, các chính sách phù hợp mới hơn theo xu hướng thị trường cần được ban hành. Thiếu điện vào mùa khô và những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài là thực tế đã được dự báo. Sớm gỡ vướng cho các dự án năng lượng tái tạo, hoàn thiện quy trình về chính sách phát triển theo hướng tạo điều kiện hoàn vốn và có lợi nhuận, ưu đãi về thuế và đất đai, cạnh tranh công bằng thì mới có thể thu hút nhà đầu tư cũng như hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng. Giá điện âm là một đặc sản có thể xảy ra trong thị trường giao ngay của thị trường điện. Liệu người tiêu dùng điện có được trả thêm tiền hay không? Đó là chủ đề được quan tâm khi có các thông tin về việc giá điện âm tại các nước châu Âu trong thời gian gần đây. Thị trường điện giao ngay có nhiệm vụ kết nối nhu cầu bán và mua điện trong thời gian ngắn, dưới một tiếng. Thị trường này phải bảo đảm vận hành hiệu quả kinh tế bằng cách dự báo, tính toán cung cầu điện năng sát với giao nhận thực tế trong mỗi chu kỳ 1 giờ, 30 phút hoặc thậm chí là 5 phút diễn ra liên tục và liên tiếp nhau. Trong mỗi chu kỳ thị trường giao ngay, các đơn vị phát điện, người bán cùng tham gia đấu giá và cơ chế thị trường chọn mức giá tối ưu nhất cho cả người bán và người mua. Giá điện âm là giá điện năng giao ngay của một vài chu kỳ thị trường giao ngay, xảy ra khi cung vượt cầu mà hệ thống điện không kịp hay không thể lưu trữ để dùng vào những thời điểm khác. Điều này có thể xuất hiện khi gặp những điều kiện thời tiết thuận lợi, thường xảy ra trong khoảng thời gian ngắn và giữa ngày. Các nhà máy sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo có sẵn như gió, mặt trời hoặc thủy điện thường sẽ phát hết công suất vì không mất chi phí nhiên liệu đầu vào, cung cấp lên hệ thống một lượng điện lớn vượt quá nhu cầu và không thể tích trữ để sử dụng sau này. Khi đó, các nhà vận hành hệ thống điện có thể đưa ra mức giá âm để khiến những chủ sở hữu nhà máy điện phải cắt lượng điện dư thừa ra khỏi lưới điện và tránh làm quá tải hệ thống. Vì nếu tiếp tục cấp điện lên hệ thống, họ lại phải trả tiền cho nhà vận hành hệ thống điện, chứ không thu được tiền bán điện. Các nhà máy nhiệt điện truyền thống như than, hạt nhân, khí, dầu có chi phí vận hành cao hơn rất nhiều so với năng lượng tái tạo sẽ bị buộc phải giảm công suất khi nguồn năng lượng tái tạo tăng cao. Để tránh vi phạm ràng buộc kỹ thuật, những nhà máy nhiệt điện truyền thống kém linh hoạt sẽ buộc phải chào giá rất cạnh tranh hoặc âm hơn tương ứng. Đặc biệt là trong tình huống những nhà máy điện kém linh hoạt này phải xem xét quyết định chấp nhận giá điện âm, tức là trả tiền để giữ tổ máy hoặc là quyết định ngừng tổ máy phát điện. Lý do đơn giản là nếu ngưng tổ máy, các nhà máy này không thể tái khởi động ngay lập tức khi cần, và nếu phải khởi động lại khi nhu cầu phụ tải cao hoặc khi năng lượng tái tạo phát ít trở lại, sẽ phải tốn một khoản chi phí khởi động lại tổ máy phát điện. Quyết định ngừng và tái khởi động có thể tốn kém, mất doanh thu hơn so với chấp nhận trả tiền và giữ tổ máy phát điện trong một vài hay thậm chí nhiều chu kỳ giao ngay. Cần lưu ý, giá điện âm xảy ra trong khoảng thời gian ngắn trên thị trường bán buôn điện giữa các nhà sản xuất điện với nhà điều hành hệ thống điện và không xảy ra trên thị trường bán lẻ thường có giá hợp đồng cố định. Có nghĩa là người tiêu dùng vẫn thanh toán tiền điện theo hợp đồng đã ký, chứ không được trả thêm tiền để sử dụng điện khi có giá điện âm trên thị trường bán buôn. Giá điện âm khuyến khích tăng nhu cầu phụ tải hệ thống hoặc tăng nạp hệ thống pin lưu trữ, thủy điện tích năng nếu hệ thống điện có những hệ thống lưu trữ điện này để sử dụng cho những giờ cao điểm có giá điện cao hơn.